Cháp 224, chuyển sinh thành cây liễu đột biến, combat trực diện với thiểm quang đang tăng gấp rất nhiều lần trảm kích của mình lên, từ 1 đến 2 rồi đến 5 lần, khiến cho luồng linh lực xung quanh nó càng ngày càng trở nên đáng sợ. Con quái vật đối diện cũng liên tục gia tăng thể hồn vô hạn để đối đầu với kiến vàng, có lẽ khả năng của nó cũng tương tự như của thiểm quang. Dùng cách gia tăng sức mạnh của mình lên một cấp độ nào đó hơn hẳn thứ mà bản thân đang có. Dù cho kích thước khác nhau nhưng sau khi đã gia tăng sức mạnh, hai đứa nó đã quyết định sử dụng nắm đấm của mình để đối đầu trực diện. Một cái nắm đấm to cuộn đầy lông lá của con thú thế mà lại va chạm trực tiếp với nắm đấm nhỏ đầy rắn chắc của con kiến vàng. Vừa chạm vào thôi, phần không gian xung quanh cả hai giống như bị thụng vào một cú mà muốn nứt vỡ ra, tiếng động kêu lên tanh tách và ánh sáng chói lòa từ đó tỏa ra. Chẳng mấy chốc đã thổi bay toàn bộ đất đá xung quanh đang đứng, lực phản kích mạnh mẽ như vậy. Có thể nói sức mạnh của thiểm quang mặc dù trong hình hài mini mà vẫn không hề thua gì con sói dữ dằn kia. Nói đúng hơn, cái miệng đầy răng nanh lởm chởm của nó há to, khạc ra một bụng máu màu đỏ chét. Vội vàng lùi lại cách xa khỏi ánh mắt dữ dằn của kiến nhỏ đang chằm chằm nhìn vào mình, sẵn sàng tẩn thêm cho mấy cú nữa. Hình dáng to lớn của con sói thế mà ho lụ khụ trông thảm hại không thôi, có điều bị bại dưới tay một con kiến vàng nho nhỏ như thế này, nó không cam tâm. Ánh mắt liền long sòng sọc lên cơn giận dữ, nghiến chặt hàm răng mà kích hoạt ngay cuồng bạo, làm cho luồng linh lực ở xung quanh hóa đỏ dữ dội, từ đó bốc lên ngùn ngụt không khác gì một ngọn lửa. Nó dồn toàn lực vào thân, há miệng giống một tiếng dài đến mức đổ lộ cả hàm răng sắc nhọn cùng nước miếng các thứ văng ra khắp nơi. Thiểm quang mặc kệ nó giao ai vẫn đứng đó điềm nhiên không thôi, ngước mắt nhìn con dị thú đang dần trở nên mất đi phần ý thức. Nó không sợ thể loại cuồng bạo này mà nó chỉ cảm thấy đúng như mình dự đoán, muốn giết tên này không dễ dàng như vậy đâu. Một nắm đấm vẫn chưa thể kết thúc trận đấu. Ở gần đó đang là cuộc chiến đầy cam go của con âu sáng há to cái miệng giống dài những tiếng long trời lỡ đất. Số xúc tu của nó tung lên quẫy xuống khiến cho mặt đất bên dưới nghe ầm ầm nứt toát ra hết, giống hệt một thứ dị thú đang dãy đành đạch ăn vạ. Có điều, mục tiêu của âu sáng chỉ có duy nhất một bóng hình mặc áo choàng đỏ phía trước, đang thi triển hồng liên viêm dương phát ra quả cầu vô cùng to lớn xung quanh mình, mà lao ầm ập xuống phía nó. Từ đợt thất bại ở thành Yết Nhĩ Nhật, Tử Tiên đã ấp ủ sự thù hận của mình bao lâu nay, cho nên nó nhất định phải dồn được cú đánh viêm dương này vào giữa mặt con quái mới hả dạ. Ngay khi đám xúc tu đang quậy tung trời đất nơi Tử Tiên đứng, nó đã phóng véo ra khỏi một mỏm đá với tốc độ chóng mặt, để lại một vùng đất đã bị xúc tu san phẳng thành bình địa. Dồn hết sức cùng với tốc độ, con gấu nhỏ đẩy hai tay về phía trước để tung quả cầu hồng liên viêm dương về phía âu sáng. Mắt nó híp lại dồn tất cả những gì mình đang có để tấn công thẳng mặt con âu sáng. Cuối cùng, quả cầu lửa đánh vào phần bụng của con dị thú khiến nó ngã ngửa ra đằng sau, xúc tu cũng vì thế mà bị hất tung lên trời. Mảng khu vực châu Úc đằng sau lưng nó đổ ầm ở mấy tiếng, không con nào dám lại gần con âu sáng này. Nếu đã có những trận chiến của các anh chị em chuyên chơi solo 1-1 thì cũng có những trận chiến chuyên áp phe để xử lý những kẻ mạnh mẽ hơn mình. Tiêu biểu là đám dị thú lông sẫm của châu Úc đang há to cái miệng nhe nhẫn đầy răng với răng, đồng loạt lao về phía một bóng hình đang cầm chiếc rìu ở giữa kia. Chính là ma vương chứ không ai vào đây cả, từ nãy đến giờ anh hai Nghiêu Ma vẫn chưa gặp đối thủ nào xứng tầm, cho nên một mình vẫn luôn đối diện với rất nhiều hàm răng dị thú đang muốn tấn công mình. Chỉ một cái hát rìu hạ xuống sử dụng trọng lực cấp độ cực kỳ cao, toàn bộ dị thú lọt vào trong phạm vi của rìu trọng lực đều bị cắt ra là mấy khúc. Còn không kịp gầm gào đã bị văng thành mấy mảnh khác nhau, cho nên từ nãy đến giờ, 10 mét xung quanh Nghiêu Ma không hề có lấy một bóng dáng nào uy hiếp nổi được anh hai của Mê Vụ Đại Sơn cả. Trên bầu trời là đám chim cắt mắt lóe sáng, đang họp phe với nhau bay thành những dải ánh sáng đẹp mắt như tên lửa. Chúng sử dụng tốc độ áp đảo của mình để thi triển đạn rơi xuống, hóa thành những đốm sáng cắt xuyên không khí và cắt luôn đầu của những con dị thú mà mình va chạm phải. Lực chiến của chúng nó kinh khủng đến mức chỉ cần va chạm vào đâu là phần thân thể của dị thú lập tức nứt toác ra đến đấy, chưa kể cùng với tốc độ không khác gì Pikachu của mình. Đám thú bốn chân không có cách nào ngăn lại được sự tấn công với quy mô lớn như thế này cả, chúng chỉ có thể há miệng gào rú lên thương thay cho số phận của mình mà thôi. Chiến trường của những họ nhà chim có thêm sự xuất hiện của Lưu Tinh Hỏa Vũ, là hàng loạt những đám lửa khổng lồ được quạt xuống từ đôi cánh của những dị thú giống như đà điểu. Cũng chuyên tấn công theo bầy, lửa của chúng nó không có tốc độ nhanh như của chim cắt. Nhưng một khi va chạm vào mặt đất, liền dấy lên những cơn sóng lửa dập dìu, thiêu đốt rất đông dị thú của châu Úc ở bên dưới. Chúng nó không có cách nào tránh được, bởi số đạn Lưu Tinh Hỏa Vũ một khi chạm với nhau liền bốc lên thành những cột khổng lồ, cách nào cũng không chạy trốn được. Không xa cách chiến trường của anh em mình đang cật lực chiến đấu, là Khôi Trụ đang há miệng ôm lấy một quả cầu lửa khổng lồ ở trong họng trộn với linh lực, cứ thế bắn thẳng về phía đám dị thú có kích thước to không thua kém gì mình. Bởi nó là một trong cửu đại hung thú, cho nên đâu cần sử dụng đến thể thuật làm gì, chỉ cần một chiêu như thế thôi đã đủ sức thổi bay màu hết những con thú đang có ý định tiếp cận mình. Luồng linh lực quét qua chúng nó lập tức hóa kiếp trong một nốt nhạc, còn chẳng để lại lấy một chút thân xác để mà làm món quay thui hay nướng mọi. Chỗ ông anh Thanh Cường có vẻ đang vào đoạn chiến đấu cao trào nhất, khi mà đoàn linh trưởng của anh ta trực tiếp đối đầu với hàng đoàn dị thú tạp nham trộn lẫn của phía châu Úc. Chúng nó không hề chiến đấu theo bầy mà cứ gặp đâu cắn đấy, chẳng qua là thái độ vô cùng hung hăng, cho nên khi đối phó phải vô cùng thận trọng. Một bên góc khác là Kim Tức đang dùng xúc tu của mình và liên tiếp vào đám dị thú, trông vừa giống sói vừa giống cáo cũng chiến đấu theo bầy. Cạnh cô là xà nữ đang sử dụng linh lực của mình để hóa đá mấy con thú không biết điều kia.
Có điều khi chiến đấu xà nữ phải rất cẩn thận bởi năng lực của cô không có tầm quét rộng và cần thời gian để đông cứng bọn dị thú. Kim Tức luôn theo sát để hỗ trợ cô trong chiến đấu, bọn họ luôn bận rộn tay chân không ngơi nghỉ. Bởi số lượng của bọn chúng đông gấp 3 lần chúng ta. Băng Xuyên cũng biết thế, nên nó sốt ruột dùng vòi và bàn chân khổng lồ của mình dẫm xuống mặt đất, hất cả chục con dị thú ra khỏi phạm vi chiến đấu cùng một lần. Nếu không thể so về số lượng thì chúng ta nhất định phải tập trung sức mạnh tấn công bọn chúng thôi. Nó gầm lên như thể để cổ vũ tinh thần cho tất cả các anh chị em. Bởi vì số lượng của Mê Vụ Đại Sơn từ trước đến nay là thu thập từng bộ lạc một, chứ không phải là thâu tóm cả một lục địa như bên phía châu Úc. Trước khi cả bọn đến đây tấn công, cũng đã dự trù được số lượng chênh lệch nhiều đến mức nào rồi. Bạch Hổ vừa đớp một con cẩu kết liễu nó tại chỗ, liền đối mặt với đàn dị thú cùng màu với nó xông đến chỗ mình. Cạnh bên là hổ hắc ám sử dụng luồng linh lực giống như là vô hạn của mình để xử lý những con nằm ngoài tầm với của đồng bọn. Giọng Tiểu Lam ở trên lưng nó nghe gấp gáp, Tiểu Bạch chú ý bên phải và Tiểu Hắc bên trái giao cho người đấy. Chỉ cần hai đứa thôi, chiến trận ở nơi đó đã được xử lý khá mượt mà. Bộ hai khỉ vàng khá lửng cùng với lợn lòi sau khi đã chơi chiến thuật du kích, cuối cùng cũng cùng các dị thú khác có kích thước ngang mình lao thẳng vào trận địa của quân địch. Hiện tại khu vực địa lý của châu Úc đã bị cày cho nát bét, chúng nó không thể nào chỉ chơi cái trò núp lùm và đánh nhỏ lẻ được nữa. Bây giờ là lúc thể hiện xem kẻ nào mạnh hơn kẻ nào, giọng khỉ vàng vang lên đầy dứt khoát, đập chết miệng bọn chúng đi. Hưởng ứng lời kêu gọi của khỉ vàng là hai con nhện mặt người của thế giới sắt đang chỉ huy đám nhện của mình lao thẳng vào dị thú của châu Úc. Chúng nó cười khoái trá cực độ, cuối cùng thì cũng có thể giết chóc thỏa thích rồi. Ngày xưa ở cái thế giới sắt ấy toàn phải trốn chui trốn nhủi sau đám cự tượng, bây giờ được xuất kích không gì vui bằng cả. Riêng chiến trường của chuột túi và cửu vĩ không một ai dám can thiệp, cô chị cả vung chiếc đuôi lửa của mình đối đầu với cú đấm của chuột túi đã mấy lần, không ai giành ưu thế tuyệt đối cả. Con kangaroo này ngoài đánh ra, nó còn được cái võ mồm vô cùng chất lượng. Lúc này đang há lớn cái miệng cười sung sướng, số lượng của chúng ta gấp mấy lần các người đấy. Thế thì làm sao chứ, nhìn cửu vĩ có giống đang sợ hay không cơ nào. Cô chị cả nhai nhờn hàm răng giống như đang thích thú với trận chiến này, có thực lực thì mời mà sơi thôi, chứ chênh lệch số lượng đâu có làm nó sợ. Và căn bản là nó thấy từ phía sau lưng của con chuột túi là hàng đạn linh lực đang phóng đến với tốc độ vô cùng chóng mặt. Nó không biết thứ này là thứ gì cả, cứ thế lao vun vút qua bầu trời phía trên mình, cách một đoạn bắt đầu phát ra mấy tia sáng như phát nổ đến nơi. Mà quả thật chuột túi chỉ có thể dương mình ra hứng chịu ảnh hưởng của đạn linh lực, một khi phát nổ, cả vùng đất phía sau lưng nó bị cày lên cho nát bét, không thấy gì ngoài đất đá cứ thế bốc hơi cả lên. Khi nhìn lại bọn đàn em ở sau lưng chuột túi đã chết la liệt trong những tư thế hết sức kỳ quái, có con còn chẳng đủ tứ chi để chấp vá lại đủ hình dạng ban đầu mà tẩm liệm. Biết là chuột túi căm tức cho nên cửu vĩ mới thêm dầu vào lửa, thế giới này không chỉ bọn ta muốn đánh bại các ngươi đâu, lời của nó giống như lời thông báo cho sự xuất hiện của Liên minh Hoa Hạ. Với từng đoàn chiến hạm cùng với tàu chiến đang từ từ tiến vào vùng hải vực của châu Úc, không rõ là mưa đang rơi lộp độp trên vai hay là sóng nước do bị dội lại từ đám dị thú, mà hải quân của Liên minh Hoa Hạ từ khi bước vào đây đã cảm nhận sự căng thẳng không thôi. Thuyền trưởng liên tục báo qua bộ đàm, duy trì nhắm chuẩn vào dị thú châu Úc để phát động tấn công, đừng bắn trúng dị thú của Mê Vụ Đại Sơn. Bởi thế nên luồng đạn linh lực vừa nãy phóng ra đã giết vô cùng chuẩn xác đám dị thú sau lưng chuột túi. Nhưng ban nãy là tập kết bất ngờ, những cột sóng đang nhô cao dưới vùng biển của châu Úc như một lời đáp trả cho sự tấn công của đám con người. Loạt xúc tu từ dưới biển trồi lên có kích thước cao hơn cả mấy chiếc tàu chiến cộng lại, đang ngoe nguẩy trên bầu trời đổ mưa ảo ạt. Đó chỉ mới là màn chào sân của những dị thú từ nơi biển sâu vừa xuất hiện với bộ dạng đe dọa vô cùng rõ ràng. Cho dù đám con người này có không tấn công bọn chúng nữa mà muốn rời đi, sợ là đến đây cũng không còn đường lui nữa. Nhân loại đã từng gặp qua đám dị thú này rồi, chẳng phải chúng nó đã từng chiếm đánh rất nhiều thành phố của con người trước đó hay sao? Lần này gặp lại cũng trong tình thế không hề vui vẻ một chút nào, Liên minh 10 nước vừa nhìn phát đã nhận ra đó là vương của biển sâu, bọn chúng rõ ràng là muốn ngăn cản chúng ta đi về phía trước. Có lẽ để đối phó với nhân loại, chỉ cần vương của biển sâu là đủ, còn thuộc hạ đều đã lên bờ gia nhập đoàn quân của Hắc Ám. Bằng một cái phẩy xúc tu đơn giản của Bạch Tuộc, chiếc tàu chiến hiện đại của con người đã gãy ra làm hai mảnh giống đợt một, thứ đồ chơi bị bàn chân dẫm nát. Bên con người nhất quyết không nhân nhượng, bọn họ đến đây là đã liều chết, liền lập tức khai hỏa bằng toàn bộ súng ống trên tàu chiến của mình có được. Và phải lớp giáp của dị thú nghe leng keng giống như mưa rơi trên mái tôn, loại đạn nhỏ này ngoài số lượng ra không gây sát thương gì cho lắm. Cho nên bọn họ liền bồi thêm những luồng đạn công kích từ máy bay chiến đấu ở trên kia. Mỗi chiếc máy bay bắn ra được hai quả đạn to dội xuống đám vương của biển sâu, thật sự khiến chúng nó rú lên kinh hãi. Vùng biển xanh thẫm ở bên dưới phút chốc hóa thành biển lửa muốn thiêu rụi hết tất cả. Cho nên bọn nó cũng phải nhanh chóng nghĩ ra một cách để giải quyết đám nhân loại từng là kẻ vô cùng yếu ớt trước mắt mình. Hắc Hải Vương giơ lên một chiếc xúc tu, tụ linh lực lại thành một khối cầu phát sáng lấp lánh gần phần chóp của mình. Nó làm như một trái bóng mà đập thẳng về phía chiếc tàu chiến của con người cách đó không xa, dội vào đến đâu toàn bộ kim loại tan chảy ra đến đó. Để lại một luồng khói lửa bốc lên vô cùng dữ dội ngay trên bong tàu, chiến hạm của Việt Quốc cứ thế mà bị hư hại nặng nề. Nếu như không có cách nào bảo vệ chiến hạm của mình ra khỏi sự tấn công của đám vương biển sâu, kiểu gì bọn họ cũng sẽ mất toàn bộ thiết bị trước khi có thể cập được vào bờ.
chỗ bên kỹ thuật liên tục báo cáo tình hình không khả quan cho lắm, mạn phải bên tàu đã bị hư hại mất liên lạc hoàn toàn với bên nó. Do đã bị vô hiệu hóa súng ống trên các mạn tàu, đám dị thú bắt đầu trèo lên những con nhỏ nhỏ trước để cắn phá các thiết bị của con người. Mà nếu không có những loại vũ khí hạng nặng này, nhân loại không thể nào chỉ dùng súng ống đơn giản mà hạ được chúng nó cả. Chưa gì ngay trước mắt đã thấy Thất Hải Vương trong hình dạng một con cua biến dị khổng lồ đang kêu lên ken két, chuẩn bị nhai nốt phần chiến hạm trước mắt. Khi cái thây to của nó giáng xuống boong tàu, bất thình lình ăn phải một đấm cực kỳ chất lượng của bàn tay màu vàng đang giơ ra, khiến nó lùi lại ngay lập tức là một người siêu phàm với ánh mắt cùng với thân thể bốc lên linh lực dữ dội. Lần trước đã để Thất Hải Vương chạy được cho nên lần này thì không đâu, một siêu phàm giả trong bộ đồ lạ lùng không khác gì dân tộc, đang lơ lửng ở trong luồng linh lực tạo nên hình dạng kỳ dị phía sau lưng mình, trừng mắt nhìn thẳng về phía con hải thú, quyết định tuyên chiến với nó ngay tại chỗ này. Cảm ơn bạn Huỳnh Nhã Chân Võ đã donate cho nông dân mê chuyện 20k. E rất chân quý và cảm ơn bạn đã nhiệt tình ủng hộ. Và tiểu muội rất vui và vô cùng biết ơn cả nhà khi được donate. Đã kết thúc tập 224 của bộ truyện tranh Chuyển Sinh Thành Cây Liễu Đột Biến rồi. Các đạo hữu sư huynh sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu sư huynh sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.